Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em có một số cây giấy Mỹ ghép giấy cẩm thạch thì quay vô lưu tới anh chị gần xa ha. Thì do hôm nay trời tối quá không có quay bông trang được nha anh chị. Cái này hết thấy đường rồi thì sáng ngày mai ngày 26 em sẽ lên clip bông trang, anh chị có yêu quý bông trang thì nhớ theo dõi nha. Còn hôm nay thì em lên đỡ ba cây giấy này nha. Ba chậu giấy. Đây cái màu hoa của cây giấy Mỹ. Thế em xin lỗi, giấy cẩm thạch anh chị. Với cẩm thạch ha. Còn cái chậu thì em ghi cái mã số lên cho anh chị dễ biết đi. Thì cái gốc của nó là cây giấy Mỹ anh chị. Cây giấy Mỹ là mình ghép cây giấy cẩm thạch lên đó. Thì một chậu như vậy nó đang xum xê như vậy. Cây giấy này á thì em có tìm hiểu là cây giấy nó ra hoa quanh năm luôn nha anh chị. Ra rất là xiên. Tính ra chu kỳ hoa của cây giấy nó còn xiên hơn cây bông trang nữa đó anh chị. Mỗi lần nó ra một cái là nó đỏ tím cây hết trơn luôn chứ không phải là có mấy bông như vậy đâu nha. Đây là cây giấy ghép nha, cẩm thạch ghép. Ở gốc của nó là gốc giấy Mỹ. Gốc giấy Mỹ thì sức sống nó mạnh hơn những cái giấy khác ha, mình ghép lên nó. Đây là cây cẩm thạch, đó, nguyên một cái tàn. Nguyên hôm tàn nó bự vậy nè anh chị. Thì ở đây thì em quay mẫu thôi, ba chậu nha. Hôm nay em quay mẫu ba chậu, anh chị nào có mua thì em xem ủng hộ thử ha. Thì giá là 200 ngàn một chậu như vậy. Em bao ship cho anh chị luôn. Đó, 200 thôi, thì em bao ship cho anh chị mình luôn ha. Vậy là có một chậu giấy về mình chơi rồi, không có chết gì hết trơn nha anh chị. Khi em gửi em sẽ bảo đảm cho anh chị là nó không bị xước cái bo này ra nha. Em gói cứng nhất có thể luôn, em niền dây đồ vô, niền dòng sắt đồ vô luôn, dòng kẽm anh chị. Em cặp che rồi nữa. Nói chung là có lộn ngược sóc lại luôn, nó cũng không xước ra đâu. Trường hợp nó xui nhất, nó xước ra thì anh chị cứ alo lại cho em giải quyết với anh chị liền ha. Em sẽ trừ tiền ra liền, không có lấy tiền của anh chị nha. Đây giấy Mỹ ghép cẩm thạch, đây là cái mẫu số 1, cây này là cây số 1 nha anh chị. Giá là 200 ngàn bao ship nha. Clip hôm nay thì ngày 25 tháng 8 ha. Ngày về mình trồng ra thì nó vẫn lớn bình thường, cái thân ở dưới cái thân ghép ở dưới cây phôi ở dưới nó cũng lớn nữa nha anh chị. Cái này mình cứ đem về mình trồng nó không chết gì hết, tại vì ở đây em cũng có một số cây ghép em có mua hồi Tết em chơi tới giờ, bây giờ cái gốc nó cũng lớn lên, bây giờ nó đủ màu hết trơn, cây năm màu anh chị, rất là đẹp. Còn cái này là một màu nha, cẩm thạch. Cẩm thạch này màu này thì nó đẹp nè anh chị, còn giấy thường của mình nó không có đẹp bằng nha. Rồi em xuống cái mẫu này cho nó lẹ ha. Clip hôm nay em quay ngắn thôi, em quay tại có ba cây giấy à. Đây cây mẫu số 2, số 2 đây nha anh chị, ghi cái số lên nữa cho nó đỡ lộn. Còn cái gốc của nó nè, cái gốc bình thường thôi anh chị, gốc một cốt bình thường thôi. Còn cái bo ghép của nó nè, nó bự rồi nè anh chị, ghép hai nhánh ha, hai nhánh hai bên, còn tàn bự chà bá luôn. Cái lá vừa cẩm thạch ha, nhìn cái lá thôi thấy cũng cưng rồi nha anh chị. Còn cái màu của nó nè, thì mỗi một chậu như vậy là 200 ngàn hết nha anh chị, 200 ngàn một chậu bao ship luôn. Đó. Cái này mua về là chơi thôi anh chị, mình trồng ra đất cũng được nha. Cái này trồng trong chậu để vận chuyển nha anh chị, cái này về anh chị trồng ra đất cũng được, thường thì để trong cái chậu cho nó đẹp nha anh chị, mình di chuyển nó cũng dễ. Cây giấy là mình chơi bông quanh năm luôn, rất là đẹp ha. Cây này em thấy nó đẹp hơn cây số 1 nè anh chị. Cây số 2 giá 200 ngàn bao ship anh chị. Rồi cây số 3, tại nay có 3 cây hả, quay 3 cây anh chị ơi. Số 3 ha, tàn của nó nè. Cây này nó hơi bị nghiêng rồi anh chị, cây này nó hơi bị nghiêng rồi, nó bị nghiêng quanh kia rồi. À, cái này dây cột nó bên này cứng quá nên nó bị nghiêng quanh kia. Bên đây không có cọng dây, cọng dây bên đây nó bị đứt anh. Mình chặn nó lại nha, chặn nó lại nó thẳng lên lại. Tàn của cây số 3 đây. Quay từ xa cho anh chị nhìn thấy cho nó dễ ha. Hoa nó thì nó chưa có nở nhiều nha, mấy cây này hoa tự nhiên nha anh chị. Giấy thì nó ra hoa liên tục à. Cốt của nó nè. Đây cái bo ghép của nó nè. Cây này em nghĩ nó chắc nó cũng như cây trang thôi anh chị ơi. Mình ghép thời gian nó cũng liền lại cái này luôn, nó dính liền lại nhau. Cây trang mình ghép từ từ là cái này nó liền qua luôn anh chị, nó dính lại luôn. Cây số 3 này cũng là 200 nha anh chị, bao ship. Này có 3 cây thôi ha. Đó, anh chị nào có muốn mua ủng hộ thì cứ alo cho em sẽ để cái số điện thoại của em ở trên tiêu đề á. Giấy Mỹ ghép cẩm thạch nha, gốc của nó là gốc giấy Mỹ. Đó, màu rất là đẹp nha anh chị, lá nó là lá cẩm thạch đó.
Rồi clip này em xin dừng ở đây nha. Anh chị nào có muốn mua thì cứ alo với em hoặc nhắn tin qua Zalo hoặc bình luận ở dưới một video này ha. Anh chị xem tham khảo thử thì cho em xin một like hoặc là một đăng ký kênh ủng hộ em nha anh chị. Chúc anh chị xem video vui vẻ ha. Rồi, em chào tạm biệt anh chị nha.